Bữa nay là chủ nhật nên là chồng mình được nghỉ, thì hai đứa mình có ngủ nướng một xíu nên là bây giờ sẽ ra để đi ăn. Anh đang đổ xăng, anh mới mua cho mình một cái chai nước uống này nè, cái này là vị đào của cái hãng á, mình không biết kêu hãng này là hãng gì nữa. Cái hãng này chuyên chuyên làm nước uống á, những cái nước sinh tố như thế này này, ẩn đoe cái gì vậy đó. Shit. It's not supposed to be like that. Nó không được ngọt, nó bị đào mà nó hơi chua đây. Bây giờ mình sẽ quyết định vào nhà hàng Việt Nam. Trong này thì có rất là nhiều món, tên của nó là Forever. Mình vào coi có món gì ngon. Đây có rất là nhiều món các bạn, món khai vị này, phở này, tôm chiên mì xào, đồ nướng. Bún là xào đó, giờ đây là người ta chưa hề thử. Giá của nó này có sao nhỏ, những người sao nhỏ này những bạn thấy thật tái đó, lại danh sách màu đi. Order bún thịt nướng các bạn, một cây bụng này. Chồng mình thì order cái gì đây, phở hay là bún gì đó. Bây giờ mình sẽ ăn nha. Trong nhà hàng á, thì mình ồn ào quá nên là mình không có tiếp tục quay clip, mình phải tắt clip để tiếp tục ăn. Và bây giờ thì bọn mình đang ở trong siêu thị đó. Thì cái quán Việt Nam lúc nãy á, là cái quán được review cao nhất ở cái chỗ mà mình ở. Món ăn cũng rất là ngon, lúc nãy mình ăn bún chả nướng á, cực kỳ ngon luôn các bạn. Đây, ở đây người ta có bán gì? Việt Quất này. Đó. Quá trời Việt Quất luôn. Thì đây là chợ chợ của người Mỹ ha, chứ không phải chợ châu Á mà mỗi hôm mình hay đi. Bên này là Blackberry nè, mâm xôi màu đen á. What is it? Those are
currant. What does that mean? It's a currant. Mâm xôi màu đỏ này các bạn. Đó. Rồi dâu tây này. Có trái sung của Mỹ này, nó ăn rất là ngọt. Đây, mình cho các bạn coi, mà nó cực kỳ mềm, ăn cực kỳ ngọt luôn. Bên này thì có nho, nho màu đỏ nhỏ nhỏ này nè, cũng ngọt lắm. Nho xanh này. Hàng rau củ quả. Here's where we get the type of. These are the sweet potatoes that we buy, that I bought you and made you. Mm-hmm. Red garnet. Those are the ones that are red on the inside. Khoai tây nhỏ này các bạn. Đó, rất là nhiều loại khoai tây. Đây là măng tây nè. Big fat asparagus. Măng tây từng này 5.98 một cái bó như thế này. What is it? Sweet tomatoes. Really? Yeah. Sweet cherry tomatoes. Đây là trái cà chua rất là ngọt. Các bạn thấy nó màu đỏ giống như quả cherry không? Đó, thì đây là cái loại mà cà chua ngọt này, ngọt liệt luôn. Đó, bên này thì có mấy loại cà chua màu vàng rồi màu cam nữa. Rất là nhiều loại. Bên này là chanh. Chanh tây nè. Đây là chanh ta nè. Thì vì là siêu thị Mỹ ở Mỹ cho nên là của Mỹ, xin lỗi, siêu thị của Mỹ cho nên là trong này người toàn người Mỹ đi mua và đồ cũng toàn của đồ Mỹ hết. Mình mà vào đây mình tìm đồ châu Á là không có đâu các bạn. Ví dụ trái cây rồi cũng là trái cây của Mỹ rẻ. Pink lady's really pink. Mấy cái chợ mà của Mỹ này á, nhìn rất là sạch sẽ. Cách họ bài trí nhìn rất đẹp, gọn gàng. Mình đi vào mấy chợ châu Á cực kỳ có mùi luôn. Mùi như mùi Việt Nam. Đó, nhìn rau củ quả nó tươi không? Sạch sẽ nữa. Thì đây các bạn để ý này, có cái chữ organic này. Organic là các cái rau củ quả organic đó, thì nó mắc hơn là rau củ quả bình thường ha. Tại vì organic này là nó tốt cho sức khỏe, nó được trồng đặc biệt hơn. Rồi nó không có sử dụng các hóa chất các kiểu. Fresh different types of basil, Thai basil, bay leaves, chives, rosemary, mint, tarragon, thyme, lemon thyme. Edible flowers. These are flowers that you can eat. Yeah. Chồng mình đã nói là ở đây là hoa này. Thì cái loại hoa này á thì nó ăn được. Thường người ta bỏ trong salad á. This stuff is not sweet. Roasting red peppers, it's for like roasting on the grill. Some Thai chilies. Cần tây này các bạn, cái này ăn sống cũng ngon lắm. Ăn sống chấm với lại là gì ta? Chấm với mấy cái sốt của Mỹ cũng ngon. Different types of eggplants. You know, this is our type of eggplant. These are Chinese.
you'll find in Vietnam. These are Japanese. Yeah. Artichoke. Atiso này. Atiso hầm sườn heo ngon này. Sugar snap peas and snow pods. Ở đây có vải của Việt Nam này các bạn. 5.98 một thau. Brussels sprouts. Some people do not like these, but if you cook these properly, yeah, they're really, really good. Lần đầu tiên mình vào chợ này nên là anh chồng mình giới thiệu quá chơi. Purple garlic. Đây là tỏi tím. Tỏi này mắc tiền đó. 9 đồng 98 một pound. Scallops. Đây có hàu này, có con nghêu này, con ngao này. Blue marlin. Uh-huh. And then the swordfish. Oh, really, really good, you know. Đó, có cả cá hồi nữa. Cá hồi này về ăn sống ngon lắm. And then tuna. You already tuna. Like tuna. Yeah. Bên đây các bạn có bán những cái bánh kẹo này. Đây cái kẹo dẻo này của Mỹ này. Đó chưa? Thì mình ơn mình lấy bao nhiêu á? Mình lấy cái bịch xong mình lấy ở đây ra. Đó thì giá nó có đều ở đây hết cả rồi. À. Đây các hạt này, hạt hạnh nhân này. Rồi các loại sô cô la này các bạn. Đó. Sô cô la màu trắng rồi màu nâu có hết. Trên này nè. Có mấy cái quả kẹo á để mình trang trí bánh á. Đây có bột mì này, các loại bột này. Đó. Đó, thì mình mua ở đây về mình làm bánh. Bánh sinh nhật các kiểu. À, đây là đồ sấy. Bên này là sô cô la nữa hả? Các hạt khô này, nho khô rồi túi khô rồi các kiểu. Trời.